Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thứ Bảy, 24 tháng 7 năm 2024, Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và an lành. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Sự cố mất điện hàng loạt tại các sân bay, doanh nghiệp và đài truyền hình trên toàn thế giới. Lính cứu hỏa bị thương khi chiến đấu với đám cháy nhiều tòa nhà ở DT, LA. Tiger Woods khởi đầu kém sắc ở Major The Open 2024. Một trong 30 triệu tôm hùm cam quý hiếm được tìm thấy tại Red Lobster. Listeria bùng phát liên quan với thịt nấu sẵn ở nhiều tiểu bang Mỹ, hai người thiệt mạng. Thái Lan tìm thấy Suana trong đồ ăn của nhóm người Việt. Nhiệt độ cao, gió giật mạnh gây cháy rừng ở Palmdale. Ông gốc Việt hành hung bạn gái cũ, chịu án tù tối đa ở Mississippi. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Sự cố mất điện hàng loạt tại các sân bay, doanh nghiệp và đài truyền hình trên toàn thế giới. Các hãng hàng không lớn, cơ sở y tế, doanh nghiệp và lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới hiện đang bị ảnh hưởng bởi sự cố công nghệ thông tin nghiêm trọng ảnh hưởng đến dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft vào sáng sớm thứ Sáu. Công ty an ninh mạng CrowdStrike cho biết hôm thứ Sáu rằng sự cố mất điện là do một trong những bản cập nhật phần mềm thường lệ của công ty bị lỗi và không phải là sự cố bảo mật hay tấn công mạng. CrowdStrike, công ty cung cấp dịch vụ an ninh mạng và phần mềm cho nhiều tập đoàn lớn sử dụng hệ thống Microsoft, đã phát hành bản cập nhật phần mềm mới tự động sửa một số máy tính, nhưng số máy tính khác phải được khởi động lại và vá thủ công, gây ra sự chậm trễ lớn. Microsoft thông báo vào sáng thứ Sáu rằng 365 ứng dụng và dịch vụ của họ đã được phục hồi. Tuy nhiên, một số khách hàng cá nhân vẫn có thể bị ảnh hưởng. Sự cố này đã gây ra sự hỗn loạn cho một số tổ chức và doanh nghiệp quan trọng trên toàn thế giới và có thể phải mất một thời gian để khắc phục. Nhiều chuyến bay đã bị hoãn trên toàn cầu và các cửa hàng và đài phát thanh ở một số quốc gia đã phải ngừng hoạt động. Theo công ty công nghệ hàng không FlightAware, trục trặc công nghệ này là nguyên nhân gây ra hơn một nửa trong số 1.352 chuyến bay bị hoãn và hủy trước 8 giờ sáng giờ miền Đông vào thứ Sáu của Hoa Kỳ. Các hãng hàng không lớn bao gồm American Airlines, Delta Airlines và United Airlines đều đã ban hành lệnh dừng bay vào sáng sớm thứ Sáu với lý do là các vấn đề liên lạc. Các chuyến bay của hành khách đi đến Hoa Kỳ từ xa như Nhật Bản đã bị hủy. Delta đã ra lệnh cho dừng bay toàn cầu. Dân biểu Eric Swalwell, một thành viên của tiểu bang Hạ viện về an ninh mạng, cho biết. Lính cứu hỏa bị thương khi chiến đấu với đám cháy nhiều tòa nhà ở DT, LA. Một đám cháy lớn xảy ra tại một tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố Los Angeles, kéo dài trong nhiều giờ vào sáng thứ Sáu, làm hư hại nhiều tòa nhà, trong khi 170 lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Sở cứu hỏa Los Angeles cho biết trong một thông cáo báo chí rằng vụ cháy tại số 683 South Collar Street được báo cáo vào khoảng hơn 2 giờ sáng. Đại úy Cody Wilrether cho biết 5 tòa nhà đã bị thiêu rụi, 4 tòa nhà thương mại và 1 tòa nhà chung cư bỏ trống. Lính cứu hỏa cũng sử dụng một robot để chữa lửa. Các đám cháy sâu ở những khu vực quá nguy hiểm đối với lính cứu hỏa. Wilrether cho biết, theo KTLA cho biết, một lính cứu hỏa đã bị thương nhẹ ở đầu gối. Tiger Woods khởi đầu kém sắc ở Major The Open 2024. Tin từ Scotland, siêu hổ đứng đầu thứ 138 với điểm cộng 8 trên sân Royal Tun par 71 khi giải danh giá lâu đời nhất thế giới kết thúc vòng 1 ngày 18 tháng 7. Danh sách khởi tranh The Open 2024 có 157 golfer. Xong vòng 1, Woods cách đáy bảng chỉ 3 bậc sau khi đánh 79 gậy. Đây là khởi đầu tệ nhất của huyền thoại golf người Mỹ tại một giải major từ sau vụ 80 gậy tại vòng 1 US Open 2015. Thực tế là siêu hổ nhập cuộc khả quan ở Royal Tun thể hiện qua birdies bằng cú gạt cách gần 11 mét tại hố 3. Nhưng liền sau pha dứt điểm ấn tượng đó, Woods không còn chính xác, nhất là khâu đưa bóng vào green và xử lý trên đó. 3 năm qua,
Woods đánh chỉ 2 giải thông lệ trên PGA Tour, thêm 7 lần góp mặt trong bộ tứ Major, trong đó chỉ 2 lần thoát các loại, còn lại phải bỏ cuộc giữa chừng hoặc dừng bước vì không đủ điểm, và 2 lần cán được đích, kết quả của Woods đều mờ nhạt. Đứng thứ 47 ở Master 2022 và đội sổ kỳ đấu 2024 của giải này, ở vị trí thứ 60. Từ tháng 4 cho đến nay, Woods đã qua 9 vòng trong nhóm giải danh giá gồm 8 vòng đạt điểm dương và 1 vòng even par. Trong hành trình đó, Woods mất bình quân 74,4 gậy mỗi vòng. Xander Schauffele đánh chung nhóm với Woods tại vòng 1 và cảm nhận được tình hình của chủ nhân 15 major, trong đó 3 lần vô địch The Open. Anh ấy rất quyết tâm trên sân, nhưng tôi thấy với hiện trạng sức khỏe và môi trường thi đấu như thế, có lẽ anh ấy vẫn đang trong quá trình thích ứng và do đó bị hạn chế hiệu suất chuyên môn, Schauffele nói khi được hỏi về Woods. Kết thúc trận khai cuộc, Woods ghi cộng 8 trong khi Schauffele trừ 2. Còn vị trí dẫn ở mức trừ 6 thuộc về golfer Anh 29 tuổi Daniel Brown, đứng thứ 272 trên thế giới. Một trong 30 triệu tôm hùm cam quý hiếm được tìm thấy tại Red Lobster. Theo The Downtown Aquarium ở Denver cho biết, đã vô tình được gửi đến một con tôm hùm đỏ ở Pueblo. May mắn thay, vỏ của nó sáng hơn nhiều so với các loài giáp sắt khác mà nó đi cùng. Kendra Carson Dick, tổng giám đốc nhà hàng cho biết, tôm hùm thường có màu nâu sẫm với một vài đốm nhỏ hoặc điểm đổi màu. Vì vậy, việc có một con tôm hùm màu cam sáng mà không ai trong chúng tôi từng nhìn thấy chắc chắn là một điều khá sốc. Theo người bán thức ăn của nhà hàng, con tôm hùm này được đánh bắt từ bờ biển Canada. Theo như The Downtown Aquarium, cứ 30 triệu con tôm hùm thì có một con có màu cam tương tự. Màu sắc của con tôm hùm là do đột biến gen ảnh hưởng và ngăn chặn các protein được mã hóa. Việc thiếu một hoặc nhiều protein có thể biểu hiện dưới dạng các màu khác nhau, bao gồm màu xanh lam, vàng và cam. Tôm hùm cam đã từng được tìm thấy trước đây, nhưng chúng rất ít và cách xa nhau. Trong một hồ sơ gần đây hơn, một nhân viên cửa hàng tạp hóa ở Massachusetts đã tìm thấy một con tôm hùm cam khi làm việc tại một siêu thị vào năm 2018. Listeria bùng phát liên quan với thịt nấu sẵn ở nhiều tiểu bang Mỹ, 2 người chết. Tin từ Washington, D.C., hôm thứ Sáu 19 tháng 7, Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cảnh báo vi khuẩn Listeria gây bệnh bùng phát liên quan với thịt nấu sẵn ở nhiều tiểu bang, theo CNN. Tính cho tới thứ Sáu, đã có 2 người thiệt mạng và ít nhất 28 người phải vào bệnh viện, CDC cho hay. Tuy nhiên, CDC lưu ý rằng số người nhiễm bệnh trên thực tế có lẽ cao hơn báo cáo vì một số người có thể bị bệnh nhẹ và chưa thử Listeria. Trong số 18 người mà chuyên gia y tế tiểu bang và địa phương có thể phỏng vấn, 16 người cho biết đã ăn thịt cắt tại quầy bán thức ăn nhanh Deli trong tháng trước khi mắc bệnh. Không ai nói nhiễm bệnh sau khi ăn thịt đã đóng gói. Vẫn chưa biết chính xác loại thịt nào làm lây lan Listeria trong đợt bùng phát này. Theo CDC, CDC và Cơ quan An toàn và Thanh tra Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp đang điều tra, nhưng họ chưa công bố thu hồi. Hầu hết những người nhiễm bệnh đều cho hay họ ăn gà tây hoặc xúc xích gan, và một số người nói họ ăn thịt nguội. Số thịt này bán tại quầy thịt nấu sẵn ở nhiều chợ khác nhau. CDC cho biết thêm, đợt bùng phát này kéo dài mấy tháng nay, người đầu tiên mắc bệnh cuối tháng 5, còn người mới nhất hôm 5 tới tháng 7. Vi khuẩn Listeria có thể gây bệnh nhiễm trùng Listeriosis, căn bệnh liên quan tới thức ăn, làm chết người nhiều thứ ba ở Mỹ. Triệu chứng thông thường gồm sốt, đau cơ, mệt mỏi, nhức đầu, tê cổ, co giật, muốn ói, tiêu chảy. Phụ nữ có thai có thể bị sảy thai hoặc sinh non. Listeria có thể lây lan dễ dàng ở các quầy bán thịt nấu sẵn, từ thiết bị chế biến tới bề mặt tới tay và thức ăn. CDC cho hay, bỏ thức ăn vào tủ lạnh không giết được vi khuẩn này mà phải hâm nóng hoặc nấu chín. Phụ nữ có thai, người 65 tuổi trở lên và người suy giảm miễn dịch không nên ăn thịt bán ở quầy thức ăn nhanh, trừ khi hâm nóng tới lúc sôi hoặc nóng tới 165 độ F. Thái Lan tìm thấy chất cyanide trong đồ ăn của nhóm người Việt. Khám nghiệm hiện trường cho thấy chất cyanide không chỉ được tẩm vào trà mà còn có trong đồ ăn của nhóm người Việt thiệt mạng trong khách sạn tại Bangkok. Giới truyền thông Thái Lan dẫn thông tin từ giới chức nước này cho biết
các nhà điều tra đã kiểm tra 8 vali của nhóm 6 người Việt tử vong trong khách sạn Grand Hyatt Arawan ở Bangkok và đã tìm thấy vật thể được bọc trong ni lông và giấu trong một vali. Cảnh sát xác định thứ này chứa chất độc cyanide và giới chức đang gấp rút điều tra nguồn gốc nhằm xác định nó được mua tại Thái Lan hay mang đến từ nước khác. Nhóm điều tra cũng phát hiện một số đồ ăn trên bàn ở hiện trường cũng nhiễm cyanide. Tờ Khaosod dẫn lời một quan chức cảnh sát cho hay, hình ảnh hiện trường được công bố trước đó cho thấy vài đĩa đồ ăn đã được bóc màng bọc ni lông, nhưng chưa rõ thứ nào trong số này chứa chất cyanide. Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ 2 trong 6 người tử vong đã lên kế hoạch đầu độc và họ đang duy trì phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Giới chức đang chờ đợi kết quả khám nghiệm dấu vân tay trên ấm trà chứa cyanide để xác định ai là người pha trà. Cơ quan chức năng Thái Lan thừa nhận cần thêm thời gian để tìm ra người mang chất độc cyanide vì có hàng loạt bằng chứng và người liên quan. Tướng Thairadat Thamshi, lãnh đạo đội điều tra thủ đô thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, cơ quan pháp y đã xác định có chất độc cyanide trong ấm trà và 6 tách trà trong phòng dựa trên khám nghiệm hiện trường và máu của nhóm người tử vong. Nhiệt độ cao, gió giật mạnh gây cháy rừng ở Palmdale. Một vụ cháy thảm thực vật bùng phát gần Palmdale vào chiều thứ Sáu và thiêu rụi 100 mẫu anh. Hiện các quan chức cảnh báo ngọn lửa có khả năng bùng phát dữ dội trong suốt buổi chiều. Đám cháy Deer Fire được báo cáo lần đầu tiên vào khoảng 2 giờ 45 chiều gần ngã tư đường North 35 Street, đại lộ Q ở Palmdale. Lính cứu hỏa đã đến hiện trường và phát hiện đám cháy đã lan rộng đến khoảng 100 mẫu anh, với nhiệt độ lên đến 3 chữ số và gió giật lên đến 36 dặm một giờ. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, các quan chức cảnh báo đám cháy có thể tăng gấp 4 lần hoặc thậm chí gấp 5 lần về quy mô trong vòng 1 giờ. NWS cho biết toàn bộ thung lũng Antelope hiện đang trải qua điều kiện thời tiết cháy rừng nghiêm trọng vào thứ Sáu. Thành phố Palmdale cảnh báo rằng đám cháy có khả năng đe dọa các công trình và kêu gọi người dân tránh xa khu vực này để lực lượng cứu hỏa có thể tiếp cận toàn bộ để dập tắt đám cháy. Hiện tại chưa có lệnh di tản nào được ban hành. Người dân được khuyến khích theo dõi các thông tin mới nhất trên trang sự cố chuyên dụng của Watch Duty, một tổ chức phi lợi nhuận cảnh báo bạn về các vụ cháy rừng gần đó và nỗ lực chữa cháy theo thời gian thực. Tính đến 4 giờ chiều, đám cháy Deer Fire đã thiêu rụi hơn 300 mẫu anh và Sở Cứu Hỏa quận Los Angeles là cơ quan ứng phó chính. Một ông gốc Việt hành hung bạn gái cũ chịu án tù tối đa ở Mississippi. Tin từ Biloxi, Mississippi, thứ Ba ngày 16 tháng 7, quan tòa quận Jackson ở Mississippi vừa tuyên án 25 năm tù cho Tommy Tiến Vũ, 35 tuổi, bị bồi thẩm đoàn phán có tội sau khoảng nửa giờ đồng hồ thảo luận. Một bị can phạm tội tấn công và ăn trộm, đây là mức hình tối đa cho tội danh này. Vụ tấn công xảy ra hồi ngày 10 tháng 7 năm 2022, cảnh sát quận Jackson đến một căn chung cư trên đường Cimarron Avenue ở Biloxi sau khi một đứa trẻ trong nhà gọi 911. Khi tới nơi, cảnh sát thấy cửa trước đang mở và Tommy đang ở bên trong cùng bạn gái cũ. Hai người con của bà này và bạn trai mới của bà theo cáo trạng. Cảnh sát tố cáo Tommy tự ý xông vào nhà, mặc dù không hề cư ngụ tại đó, có ý định tấn công người phụ nữ và người đàn ông bạn trai của bà. Tommy cũng giật chiếc điện thoại cầm tay của người phụ nữ. Nhưng một trong hai đứa trẻ ở trong nhà đã nhanh trí dùng một cái điện thoại khác gọi cầu cứu. Đây quả là một hoàn cảnh khủng khiếp, có thể với hậu quả còn tệ hơn thế, nếu không nhờ những đứa trẻ lanh trí và phản ứng mau chóng của cảnh sát quận Jackson mà cứu vãn được tình thế. Công tố trưởng Andrew Mayer McCura nói, tôi mong rằng phán quyết có tội và án tù tối đa của thẩm phán Miller sẽ cho nạn nhân cảm giác an tâm khi biết rằng cả hành hung bà sẽ bị giam giữ trong một thời gian rất dài. Thẩm phán Keith Miller tuyên án tù 25 năm mà không được xét tha sớm cho Tommy Tiến Vũ. Và sau đây là phần tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Chủ nhật 21 tháng 7 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 56 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 7 giờ 59 phút tối. Bầu trời nhiều mây, dự kiến sương mù và tầm nhìn giảm đôi khi, nhiệt độ cao khoảng 80 độ F, gió Tây Nam thổi với tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm 66%
và chỉ số UV cho thấy 11/11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 8 giờ 46 phút tối và trăng lặn vào lúc 5 giờ 56 phút sáng. Thỉnh thoảng có một vài đám mây. Khu vực có sương mù dày đặc, nhiệt độ thấp 67 độ F. Gió nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 81% và chỉ số UV cho thấy 0/11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.